Kính chào quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, kênh Cửa Tú Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ online đặc sắc đến từ danh thủ đại lý huynh, cao thủ số 1 của cờ tướng Việt Nam đương thời, đánh online trên Thiên Thiên Thần Kỳ trong ngày 1/4/2024. Đây là ván cờ anh huynh sẽ cầm bên đỏ đi tiên. Kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứ
吃。 将军。 吃。 吃。 吃。
吃。 将军。 吃。 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 吃。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。吃。将军。将军。
吃 吃 将军。 Và tới hình cờ trên sau phần cờ cho tung mã qua thì bên đen đã dính phải rất cục một ván cờ hay ấn tượng đến từ danh thủ đại lý Huynh. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.